tăng vốn 800 tỷ đồng khi dịch chuyển ga ngầm đến gần Hồ Gươm. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông báo lựa chọn phương án 1, đưa vị trí ga ngầm C9 tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo ra ngoài khu vực bảo vệ hai khu di tích Hồ Gươm. Phương án này được Hà Nội thống nhất với các bộ ngành để báo cáo Thủ tướng phê duyệt. Đây là động thái tháo gỡ vướng mắc tại ga C9 khiến tuyến đường sắt đô thị số 2 hơn 10 năm chưa thể triển khai. Theo ông Lê Trung Hiếu, Phó trưởng Ban Quản lý Dự án Đường sắt Đô thị Hà Nội, các bài toán kỹ thuật đều có thể giải quyết bằng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến. Song, chi phí sẽ tăng thêm nhiều, cộng với thời gian để hoàn thiện các thủ tục, tìm biện pháp tháo gỡ. Dự kiến mức chi phí tăng thêm ở phương án 1 khoảng 800 tỷ đồng. Từ cuối năm 2017, phương án bố trí mặt bằng ga ngầm C9 đã được đưa ra ý kiến tại buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Khi đó, tổng đầu tư của dự án điều chỉnh là 34.678 tỷ đồng. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện biến thể nguy hiểm hơn Omicron. Giám đốc y tế của Anh giáo sư Chris Whitty cảnh báo thế giới có thể hứng chịu làn sóng dịch COVID-19 mới trong 2 năm tới với sự xuất hiện của một biến thể gây hậu quả khó lường hơn cả Omicron. Ông khẳng định với cả chặng đường dài cho đến khi thế giới có thể thoát khỏi đại dịch COVID-19 và đây sẽ là dịch bệnh lưu hành và có mối đe dọa đối với sinh mạng tương tự dịch cúm. Tại hội nghị sức khỏe cộng đồng của Hiệp hội Chính quyền địa phương vùng Anh, ông Whitty cho rằng còn quá sớm để nghĩ rằng đại dịch COVID-19 đã đạt đến trạng thái ổn định và ông kêu gọi thế giới cần phải thận trọng hơn với đại dịch này. Ông cũng cho rằng những hậu quả liên quan đến Omicron không hề nhẹ như nhiều chuyên gia đã nhận định trước đó. Ông nhấn mạnh thế giới có thể thấy được đại dịch kết thúc bởi một biến thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn Omicron. Trên thực tế, thế giới đã ghi nhận thêm nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2. Mới gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận sự tồn tại của biến thể lai giữa Omicron và Delta. Bộ Giao thông Vận tải phát động hưởng ứng giờ trái đất 2022. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20:30 đến 21:30 ngày 26 tháng 3 năm 2022, tức thứ Bảy. Các cơ sở giáo dục, trường học xây dựng các tiết học giáo dục môi trường, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phát động phong trào thi đua hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất. Các đơn vị tổng kết và ghi lại hình ảnh, video clip và các hoạt động hưởng ứng đăng tải trên các phương tiện mạng xã hội kèm hashtag Giờ Trái Đất, Bộ Tài nguyên Môi trường. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, cán bộ công nhân viên căn cứ điều kiện, tình hình thực tế để tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ đề của chuỗi các sự kiện. Việt Nam lần đầu trình diễn khinh khí cầu số lượng lớn. Nằm trong chuỗi hoạt động của sự kiện Get On Hà Nội 2022 và chào mừng sự kiện này, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 3, các sân cỏ vườn nhãn Long Biên, chân cầu Vĩnh Tuy ven sông Hồng, cuối phố Thạch Cầu thuộc phường Long Biên, quận Long Biên, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với công ty Chiến Thắng tổ chức trình diễn bay cùng lúc 22 khinh khí cầu chào năm 2022 với không gian xanh ven sông Hồng, trung tâm thủ đô. Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với công ty Chiến Thắng sẽ khai trương chuỗi sản phẩm du lịch mới của Hà Nội, giới thiệu 3 sản phẩm du lịch cùng với khinh khí cầu, trong đó điểm nhấn đặc biệt là bay trải nghiệm với khinh khí cầu ngắm cảnh Hà Nội từ trên cao. Trong ngày khai mạc sự kiện, người dân và du khách đã tới đây rất đông để cùng chiêm ngưỡng và trải nghiệm hình thức du lịch mới lạ này.